Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một trình này góp claim 1 triệu tốc cần có kiểu là Hyperlink nè các bạn. Thì con chương trình này góp này nó đang trong trình bán hàng free sale nè các bạn. Hiện tại 5 ngày nữa nó sẽ list sàn Bankia Swap nha các bạn. Thì đây là một kèo số nên các bạn cân nhắc nha các bạn. Thì các bạn có thể mua dưới min tối thiểu 0.01 BNB bằng 100 triệu tốc cần Hyperlink này các bạn, và mua tối đa là 10 BNB nha các bạn. Thì đây thì còn 5 ngày nữa tiếp mà mọi người dùng tham gia đi, tham gia qua link giới thiệu của khác. Ngày 31 tháng 5 sẽ niêm yết trên sàn Bankia Swap này các bạn. Cảm ơn cộng đồng. Đây là một kèo số may mắn nha các bạn. Rồi ok, để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn copy cái link dưới xong các bạn qua trình duyệt, mở địa chỉ chocolate ra, các bạn chọn mục đáp nè. Các bạn dán vào nha các bạn. Rồi, các bạn chọn gỡ nha các bạn. Hiện tại giá BNB đang hoàn toàn hồi phục lại như thế các bạn. Những đồng coin hiện tại tăng giá hồi phục dần lên. Rồi, sau khi các bạn dán vào, các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn, BET20. Rồi các bạn bấm vào claim my drop nè. Các bạn bấm kết nối nè. Các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.0056 BNB của khoảng 0.17 đô các bạn. 0.17 USDT à. Rất là rẻ đúng không các bạn? Các bạn chấp thuận nè. Sau khi bấm chấp thuận xong thì các bạn chờ một chút xíu các bạn. Thì các bạn để mình hướng dẫn các bạn lấy link ghép sao các bạn. Thì con sắt của tôi cần mình có để dưới phần link mô tả, các bạn copy con sắt các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi BET20 Hyperlink nè. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn thì các bạn sẽ nhận được 1 triệu tốc cần nè các bạn. Hyperlink. Rồi các bạn lấy link ghép thì các bạn copy địa chỉ dưới BNB Smart Chain BET20 của tôi các bạn nha các bạn sao chép nè. Rồi các bạn mở chỉ chocolate mình ra đây nè, để đáp nè, phần các bạn chụp xíu nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm việc ghép liên phi nè. Rồi các bạn copy cái liên ghép này và chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 1 triệu token Hyperlink đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.